cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-19 đã bước sang năm thứ hai với hàng loạt thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế. Sản xuất chuỗi cung ứng đứt gãy đã gây ra không ít rào cản cho lĩnh vực xuất khẩu. Tuy nhiên là những thách thức do COVID-19 đặt ra cũng chính là phép thử cho các doanh nghiệp. Mới đây thì việc một doanh nghiệp là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào 4 bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu năm 2021 đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo của Brand Finance vừa công bố, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã được xếp hạng trong top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu năm 2021 với giá trị thương hiệu gần 2,4 tỷ đô la Mỹ. Top 5 thương hiệu thực phẩm mạnh toàn cầu, tăng 6 bậc so với năm ngoái. Xếp thứ 2 trong top 3 thương hiệu tiềm năng nhất của ngành sữa thế giới. Đánh giá chung trong danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất ngành thực phẩm toàn cầu, Vinamilk ở vị trí 27, tăng liền 9 hạng so với năm 2020. Kết quả vừa qua của Vinamilk cho thấy là một cái sự độ bền phát triển của doanh nghiệp, nhất là cái bài học của dịch Covid này thì cho thấy rằng các doanh nghiệp nếu mà phát triển một cách bền vững, đúng là xu thế của thế giới, thì chúng ta đảm bảo được cái sản xuất kinh doanh lâu dài. Từ đầu năm đến nay, Vinamilk liên tiếp có các lô hàng sữa đặc, sữa yến, sữa dừa xuất khẩu đi Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, bột dinh dưỡng hương vị trà là sang Trung Đông và Châu Phi. Đặc biệt trong điều kiện giãn cách xã hội cao điểm vừa qua, Vinamilk vẫn xuất khẩu lô hàng lớn cho thị trường mới Philippines. Việc đưa thương hiệu có mặt tại 56 quốc gia, ngay cả khi Việt Nam không phải là nước có lợi thế về sữa, Vinamilk đã chứng minh bản lĩnh và uy tín của thương hiệu. Thương hiệu của doanh nghiệp thì là một cái yếu tố nó cũng góp phần để phát triển thương hiệu quốc gia. Và cái thương hiệu đó thì nó đại diện không chỉ về mặt thương mại và cả về mặt chất lượng và mặt uy tín. Đặc biệt trong cái bối cảnh mà dịch Covid-19 làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc duy trì được những cái vị thế và các cái thương hiệu như vậy nó sẽ ý nghĩa rất là quan trọng để giúp đẩy mạnh cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta trong thời gian vừa qua. Theo Bộ Công Thương, kết quả xuất khẩu 8 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ là một nỗ lực lớn của các doanh nghiệp. Việt Nam sẽ tiếp tục có những thương hiệu mạnh khi năng lực ứng phó, mạnh dạn, biến nguy thành cơ của doanh nghiệp được thúc đẩy.